Giữa rừng xanh bạt ngàn khoe sắc nắng, nơi thời gian lắng động cùng những thanh âm trong trẻo của thiên nhiên. Trên miền đất đỏ, tại thành phố Đồng Xoài, một khu đô thị sinh thái đẳng cấp được hình thành. Khi thành phố cùng chủ đầu tư liên doanh công ty cổ phần Phúc An Khang, Trung Chính và Likugi 13 cùng triển khai khu đô thị du lịch và nhà ở cao cấp, thương mại dịch vụ đồng bộ tiện ích vô cùng ấn tượng. Royal Starlake, cuộc sống thiên nhiên, bình yên tận hưởng. Với diện tích hơn 160 hectare, tổ hợp sở hữu vị trí đắc địa, dự án Royal Starlake tọa lạc giữa hồ suối Cam và trung tâm hành chính mới, trái tim đô thị mới của thành phố Đồng Xoài, cách trung tâm hành chính cũ của thành phố chỉ hơn 2 km, kết nối thuận tiện tới mọi khu vực của thành phố và các tuyến đường chính. Khu đô thị ôm trọn lòng hồ suối Cam với không gian xanh cùng mặt nước rộng hơn 100 hectare, nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban tặng vẻ đẹp thơ mộng, hoang sơ. Ví như Hồ Xuân Hương Đà Lạt, tạo cảnh quan khác biệt có 102 mà duy nhất chỉ có cư dân tại Royal Starlake được hưởng thụ. Dự án bao gồm 3 phân khu chính: Monaco, Manhattan, Paris. Hệ thống nhà liền kề Shophouse được bố trí nằm trải dọc trên trục đường Champs-Élysées với thiết kế theo phong cách Pháp đầy tinh tế và sang trọng, vừa là nơi an cư cho gia chủ, vừa là nơi kinh doanh sầm uất. Các mẫu biệt thự đơn lập được thiết kế theo phong cách kiến trúc Địa Trung Hải vô cùng sang trọng và đầy đủ tiện nghi, mảng màu pha quyện tinh tế, thể hiện sự thịnh vượng, nơi thỏa mãn những khát khao hưởng thụ, khẳng định được giá trị độc tôn và đẳng cấp của những chủ nhân danh giá, vượt qua những giới hạn thông thường và trở thành điểm chạm danh vọng. Royal Starlake tiên phong kiến tạo những giá trị mới với định vị đỉnh cao. Royal Starlake chính là khẳng định mạnh mẽ của chủ đầu tư về đẳng cấp, uy tín và sự khác biệt, hội tụ những tiện ích xứng tầm cho một không gian sống nghệ thuật đầy sáng tạo. Quảng trường ánh sáng, nơi diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật tầm cỡ, trung tâm thương mại, nơi giao hòa của văn hóa, nghệ thuật và thời trang. Tổ hợp khách sạn, resort và văn phòng hiện đại, tiện nghi. Bể bơi bãi biển nhân tạo có 102. Trường học các cấp, trung tâm y tế, trung tâm văn hóa, hệ thống cảnh quan xanh và tiện ích hiện đại quy mô chưa từng có. Tổ hợp công viên thể thao giải trí, kết hợp sân golf và sân chơi trẻ em. Quảng trường bậc thang rộng 1,5 hectare trải dài tới ven hồ. Như lá phổi xanh của đô thị, hồ suối Cam mang lại bầu không khí trong lành. Royal Starlake đáp ứng mọi nhu cầu hưởng thụ một cuộc sống hiện đại và văn minh cho mọi cư dân. Hãy sống trọn khát khao thượng lưu, vươn mình cùng sự chuyển động không ngừng của thời đại mới. Royal Starlake, cuộc sống thiên nhiên, bình yên tận hưởng.